ở những cái người mà dùng thuốc chống động kinh, tức là cái thuốc phenytoin natri, thuốc phenytoin natri thì nó sẽ là cái thuốc mà nó kích thích phì đại lợi. Thì với những người bị bệnh động kinh, những người bị bệnh động kinh thì quả thật là nó rất là khó và có nguy cơ là nó sẽ phì đại lợi trở lại. Và nếu mà phì đại lợi trở lại thì chúng ta lại phải cắt tiếp, tạo hình tiếp, đúng không? À, ngoài ra một Dạ số vâng ạ. dùng thuốc điều trị cao huyết áp, tức là dùng cái nifedipine ấy, thì cũng có thể là nó xuất hiện việc phì đại lợi một số vị trí, nhưng mà cái tỷ lệ phì đại lợi ở người điều trị cao huyết áp thì nó rất là ít thôi. Thế còn cái người mà sử dụng cái thuốc cyclosporine A là một cái thuốc mà điều trị sau khi ghép tạng, ví dụ như là sau khi ghép thận hay ghép gan ấy, thì cái thuốc đó nó cũng có thể làm phì đại lợi, thì chúng ta nếu thấy bệnh nhân phì đại lợi thì lại phải cắt thôi. Rồi, hình như là bạn Mai Thùy thì vừa hỏi gì đúng không? Em hỏi thêm đi. Dạ thưa thầy, là cái giữa đường rạch vắt ngoài và vắt trong thì mình có cái nào nó ưu điểm hơn mà mình nên lựa chọn không ạ? Hay là cái đó thì tùy mình ạ, tùy vị trí ạ? Đường vắt ngoài và vắt trong đều có thể sử dụng được. Như khi cắt lợi thì thường là người ta sẽ nên dùng cái đường rạch vắt ngoài. Nên dùng đường rạch vắt ngoài. Tại sao lại vắt ngoài lại được ưu tiên dùng nhiều hơn? Bởi vì cái đường rạch vắt ngoài nó giúp kiểm soát cái độ dày của bờ viền lợi tốt hơn so với đường rạch vắt trong. Đấy là cái lý do mà vắt ngoài được sử dụng nhiều hơn. Dạ vâng, cảm ơn thầy ạ. Có bạn nào hỏi thêm về cái cắt lợi, tạo hình lợi này không? Em thưa thầy, nếu mà cái túi lợi mà nó to quá thì mình có phải tính toán như nào không ạ? Ý em hỏi là trong trường hợp cái túi quanh răng nó quá sâu cái gì đúng không? Dạ vâng ạ. Túi quanh răng nếu mà nó quá sâu, thầy nói thêm một chút nhé, chúng ta không không nên sử dụng cái danh từ túi lợi nữa, và chúng ta nên dùng cái thuật ngữ là túi quanh răng hay là túi nha chu thì nó sẽ chính xác nhé. Thì chúng ta chú ý là tất nhiên là cái thuật ngữ túi lợi thì được sử dụng rất lâu, từ mấy chục năm nay rồi, và các bác sĩ hầu hết là quen sử dụng cái thuật ngữ túi lợi, nhưng mà cái thuật ngữ túi lợi nó không có cái sự chính xác lắm đâu, bởi vì nếu như bây giờ chúng ta mà dịch ngược cái từ túi lợi sang tiếng Anh thì chúng ta sẽ được một cái thuật ngữ trong tiếng Anh này, người ta gọi là túi lợi giả. Trong tiếng Anh thì người ta túi lợi tức là tụi người ta gọi là túi lợi giả. Cho nên là tiếng Anh thì người ta gọi cái túi túi của bệnh quanh răng là túi periodontal pocket, tức là túi nha chu hay là túi quanh răng, thì chúng ta nên chuẩn hóa các cái thuật ngữ nhé thì tốt hơn, bởi vì là có thể là các em là học qua thời sinh viên đã lâu rồi, nhưng mà chúng ta vẫn nên update những cái gì mà đúng và những cái gì chuẩn chúng ta vẫn nên update nhé. Thì đối với cái trường hợp mà túi quanh răng nó quá sâu thì bây giờ chúng ta phải cân nhắc là có sử dụng thuật cắt lợi hay không. Thì như thầy vừa nói rồi, chúng ta có ba cái chống chỉ định của phẫu thuật cắt lợi đúng không nhỉ? Mà một cái chỉ định quan trọng là cái độ rộng của cái lợi dính. Chúng ta phải đo lợi dính trong cái trường hợp mà chúng ta sẽ định cắt lợi. Thì có thể nói là phần lớn các cái trường hợp mà túi quanh răng sâu quá thì nó sẽ không còn lợi dính. Phần lớn những cái trường hợp túi quanh răng mà quá sâu là nó sẽ không có lợi dính. Mà không có lợi dính thì đương nhiên là chúng ta chống chỉ định không được cắt lợi rồi, đúng không ạ? Đúng chưa? Với cái một số trường hợp khác là gì? Đối với lại các cái răng hàm nhỏ và răng hàm lớn. Đối với răng hàm nhỏ và răng hàm lớn thì ngay cả những cái răng khỏe mạnh thì lợi dính của nó cũng không nhiều. Với những cái răng hàm nhỏ và răng hàm lớn thì lợi dính của nó bình thường cũng chỉ khoảng 2 ly thôi. Và khi có túi quanh răng thì cái lợi dính của nó sẽ còn bị thu nhỏ lại. Do vậy thì có thể nói là hầu hết các cái trường hợp mà có túi quanh răng ở răng hàm nhỏ và răng hàm lớn là chúng ta không nên sử dụng cái phẫu thuật cắt lợi rồi, đúng không ạ? Mà chúng ta sẽ phải sử dụng phẫu thuật khác. Thì cái phẫu thuật khác đó chính là phẫu thuật vạt để điều trị viêm quanh răng. Rồi, các bạn hỏi thêm đi.
Nếu mà chúng ta không có câu hỏi gì thêm thì chiều mai thì thầy lại bận họp mất rồi nhé. Chiều mai thì họp thì chúng ta có thể học vào chiều thứ năm tiếp được không? 2 giờ chiều thứ năm được không? Dạ được rồi ạ. Thì 2 giờ chiều thứ năm thầy sẽ giảng cho các bạn về cái phẫu thuật vạt nhé, được không? Phẫu thuật vạt với phẫu thuật nạo lợi. Và hôm nay yêu cầu các em là phải đọc lại cái bài viêm lợi mạn tính và viêm lợi cấp tính. Chúng ta biết là chỉ có một bệnh viêm lợi mạn tính thôi đúng không ạ? Tức là viêm lợi mảng bám. Thế còn viêm lợi cấp tính thì là có mấy cái bệnh viêm lợi cấp tính đấy. Ví dụ như là viêm lợi loét hoại tử này, viêm lợi miệng herpes này, rồi là viêm quanh viêm mô quanh thân răng chưa mọc hoàn toàn này. Thì đấy có ba cái dạng bệnh cấp tính đó và một dạng bệnh mạn tính đúng không ạ? Thì chúng ta phải đọc lại các cái bệnh viêm lợi mạn tính và cấp tính. Chiều thứ năm nếu mà có các bạn có vấn đề gì và cần thắc mắc thì chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận được không? Thì 2 giờ chiều thứ năm chúng ta sẽ gặp lại nhé. Dạ vâng ạ. Rồi, thế chào các em nhé. Chúc các em giữ sức khỏe tốt nhé. Dạ vâng ạ, em cảm ơn thầy ạ. Ok, chào các bạn.